Hello anh em, hôm nay thì em Tú sẽ mang tới cho anh em một bộ build For the People and Soulguard. Bước đầu tiên, For the People. Khi hồi máu một survivor mà không sử dụng medkit thì bấm nút E sẽ giúp survivor đó đang trong trạng thái nằm chết sẽ trở thành trạng thái bị thương. Còn nếu mà đang trong trạng thái bị thương sẽ trở nên khỏe mạnh. Còn chúng ta sẽ trở nên bị thương và nhiễm những broken trong vòng 60 giây. Và tiếp theo chúng ta sẽ trở thành obsession. Bước thứ hai là Soulguard. Sau khi đứng dậy từ trạng thái nằm chết thì Soulguard sẽ cho chúng ta hiệu ứng Endurance trong 8 giây. Nếu chúng ta đang chịu hiệu ứng Curse thì chúng ta có thể tự đứng dậy được và perk này có thời gian hồi chưa là 30 giây. Và perk cuối cùng là Vigil. Nếu chúng ta chịu hiệu ứng Blindness, Oblivious, Exhaustion, Exposed, Hemorrhage, Hinder thì chúng ta sẽ hết nhanh hơn 30% so với bình thường. Và Survivor ở trong phạm vi 8m sẽ cũng được hưởng Vigil của chúng ta. Và trước khi vào game Blind anh em nhớ share, like và chia sẻ cho em Tú với nha. Em Tú cảm ơn anh em nhiều. Và giờ ok, chúng ta bắt đầu thôi. Bịt bố cái gì đấy? Mày nó vài anh luôn. Ơi, nhanh anh ơi. À. Ui bông. Bông bông Halloween. À, tôi nằm bán nha anh cho combo cho tôi này. Ui anh làm gì đấy, từ từ anh. Anh canh nhậu tôi đi. Đập bán. Mày nhờn à? Con lợn này. Mẹ. Bùm. Dám bốc cái phần mình nó mới láo toét chứ. Ê có bán thần này for the people cho tôi này anh. Không cần đâu anh. Ok anh nằm chủ đi anh, chủ. Anh đâu vậy? Để anh đây, nó qua chỗ khác rồi anh ạ. À tôi có perk, tôi có perk background player, tôi cứu anh được hên. Ủa nó tìm tôi anh ơi. Tôi xuống rồi nha. Ủa đi mẹ nó vào tôi luôn, mày hay quá nhờ, mày hay đấy. Hay để tôi phóng. Nó nhảy xuống lỗ rồi anh ơi. Rồi tôi cứu nó nhanh anh ơi, tôi cứu nó. Ủa đéo được rồi. Ủa đi. Chứ dậy tao chết tiếp. Tôi tính bốc nó dậy rồi. Ôi gì đấy, cái gì đấy. What the fuck. Anh ơi, để pin anh ơi. Ác quỷ à. Đây, nó đang à, rồi, tôi rồi, thấy rồi. Mẹ mày. Đập bong bong trước mặt tao, láo thật. Ok. Tiếp để pin ác. Ở chỗ đó không anh giúp tôi với, tôi ok, tôi giúp anh đây. Đây, tôi bốc anh dậy đây. Ở từ, con lợn này nó đang ma đạo anh ạ. Con lợn này lì nhỉ. Thề luôn đấy. Ngồi chiếu á. Rồi anh đốt đi, anh đốt đi cho tôi hồi chiếu với. Ok. Anh nằm đi đúng không? Hoặc anh nằm đi từ nhá. Là ván đi đã, tôi chưa tới. Nó qua. Tới chưa tôi nằm nhá. Khoan chứ. Đập ván đi, ván này đập đi. Rồi qua ván này đi. À đừng phải ván này sập mẹ rồi đâu. Ván nó đánh nó thôi. Có hai cái anh ơi, dưới nhà có hai cái bán thần dưới nhà. Mẹ rồi, tôi đang xuống anh đập một ván đi. Tôi đang xuống anh đập một ván đi. Ok. Xả hết đi. Rồi qua ván bên kia anh ơi. Ok. Tôi nằm đây. Ok, nằm đi. Thôi cái đái rồi. Rồi anh lúc đi nhé, tôi đi hồi máu đi. Ok, anh tôi lúc. anh sao anh không đợi sâu gắt rồi anh mới dậy anh. Ui, mẹ nó va tôi đố. Bây giờ phải đòn nó anh ạ, không nó tin ấy, một lần nó bị tin ấy. Đòn nó anh ơi, lần sau đòn nó cho sướng. Rồi xong, tôi bị đi phải nó quay ngoài xe luôn rồi. Thằng này băng bay tôi đập vào mặt nó luôn. Ui con lợn này khôn quá. Ui đi thằng bố mày knock out anh ơi, thằng này mà knock out. Nó có check không? Nó có check xung quanh. Rồi đang check đây, đang check rất kỹ lắm. Nhưng mà anh cửa chỗ nào đấy anh? Tôi đang ở ngoài cổng. À con lợn này mà knock out để hit and run sao ấy, mất dọa thật. Vậy anh chim mồi nó đi. Ui, bồng ok, tôi chim mồi anh. Cái gì đấy? Nó thấy mình rồi. Con lợn này thấy mình rồi, nó giả bộ đi qua, đúng mất dạy thật. Mày. Tôi nằm bán dưới xe này anh ơi. Tôi đập rồi. Anh nằm đấy. Nhưng bốc tôi tự... Ôi, anh chạy đi.
À, bên này coi bên này và bắt anh điểm đây. Thôi tôi đi mở cổng nhá, anh nhây nhá. Tôi không nhây được cổ, tôi chết rồi. Anh cho anh không để phải bên kia, còn bên kia có bán đấy. Ông nó lạc anh ơi, cho lạc. Tôi điên. Có những con lợn này điên. Nó điên thật. Ui, con lợn ra cổng à? Nếu phải. Ờ, đập bán luôn. Đập bán hết đi. Xong rồi đợi đập nhây cho tôi hồi máu thì tôi cứu anh. Ờ, tôi không cứ này hết bán rồi nha, tôi chết rồi. Có chết đi được không sao? Trời ơi, con lợn này, á, con lợn mang knock out. Áo ra mang add on nhìn người. Kiểu hay kiểu bộ build slug ấy. Láo thật. Slug ass. Tài hiểu máu tôi. Á, thằng này không dám lại đập mình. Ui dồi, cứu luôn á. Có người cứu rồi nha. Từ từ, tôi đang hiểu máu. Mới là cổng 2 xe nha anh. Cái lồn như thế đừng tha nó qua đây nhá. Không. Rồi, tôi đã chặn sang, tôi chặn sang thôi, anh. Cổng còn lại nha anh. Ok, tôi thấy anh rồi. Rồi anh. Anh có bán ngoài cổng, mấy tôi nằm bán ngoài cổng. Ok, đây, bán này anh ơi, bán này. Hoặc là ra. Hoặc là nằm đi nè, phát, chạy luôn đi. Mở cổng. Mẹ rồi, ai tăng chưa? Anh. Giờ như cứ đưa tăng đi, giờ như cứ. Ok, chi chi. Đợt game chơi phê nhờ. Đã mất. Kiểu nhiều ván này nhây cho tôi hồi máu ấy. Lời đi ha. Ba. Để ba luôn, bấm like nhá. Bấm like. Ôi điên. Nhanh thế. Ôi chết tao luôn. Nằm chỗ khe đi, khe này đi. Không đập bán luôn. Nằm đây. Ăn rồi, ăn đúng rồi. Ăn đập không được. Ui đi quả tao. Tao nhảy. Cái nhà đâu, tôi không nhảy vào tủ được. Nó bị kẹp. Cũng nã ăn. Trời ơi, nếu phát nó nhảy vào tủ đánh hai line luôn. Ui ôi. Chết tao rồi. Anh là đâu đấy, tao qua kia liền, anh là đâu đấy. Ở chỗ răng gù gym cuối map anh ơi. Răng gù gym cuối map cạnh cái xe chở nước to đúng ấy. Tôi thấy anh rồi. Tìm góc nằm đi. Nằm để bán đi anh. Đây, nằm bán răng gù gym luôn. Rồi. Kiểu lồn gì vậy anh. Không còn chưa kịp luôn ấy, nhanh quá. Sao mà chỗ này anh chết được nhờ, chỗ này mạnh mà. Ê, con khi nó đâu ra nó bục một phát thì ảo lắm. Hồi này biết chơi nhẹ ghê quá. Còn thấy anh luôn đúng không? Không. Ngủ lắm. Đợi anh cứu tôi xong rồi nó tung lên lầu tôi. Tung lầu thật. 3 vòng được không anh? 3 lần được không? Được. Rồi nằm đi. Đi đó. Lồn đi đây. Mẹ anh chặn tôi chứ. Ôi ơi khó quá. Ôi chết tao rồi. Ôi tôi. Anh kẹt, anh là tôi kẹt. Bà chết rồi, bây giờ kiếm bác thì có anh ạ. Có thật đấy. Ông lợn này nhiều rớt thế. 7 rớt mà. Rồi lên anh ơi. Khoan. Không, nó đi đâu ạ. Gì con kia. Ủa được gì tôi. Mày vâng, mày đốt đi. Điền. Không được thấy tao luôn. Đập máy. Điền. À đùng, mày hay. Nằm bán đi. Anh lấy xe cầu trước đi. Nhau đây. Tôi lên xe cầu thôi. Rồi, tôi chết đây nè, anh đập cho tôi nhé, đây. Rồi, thôi máu. Tôi chơi cho anh.
Em nhanh mau đi. Anh làm gì đấy? Con chạy ra. Rồi vào đi. Sợ mà nhìn để đưa anh kẹt 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 ở đó. Làm lồn thật. Sao kịch kim rồi đấy. Mình sao nó qua mình. Điên à. Bật một cái. What the fuck. Tại sao bạn này ra tôi hả bạn? Bạn bụt chết hay gì hả bạn? Ừ, bảy rớt anh ạ. Chó này. Bảy rớt xong rồi cộng thêm cả chim xanh nữa sao nhanh quá. Mà nó vòng kinh quá, mình đái luôn. Còn tao về tân đồ tao. Làm gì cơ? Làm gì cơ? Trời ơi, tao tìm chuẩn lắm. Yeah, có bán giữa map kìa anh. Ok, thấy rồi, chỗ này đúng không? Ừ. Anh nằm hay đập bán luôn đây. Ừ, tôi lúc đây. Ủa, tuyệt. Tôi nằm mẹ anh ấy. Đứa chịu tốt. Ác thật sự. Tao vào kêu đồ sách luôn. Nó vào anh kia à? Ờ, nó vào tôi. Vậy thì anh đúp đi. Tôi nghỉ hưu quá. Rồi sao? Đi. Tao đi có for the people. What the fucking guy. What the fuck. Ảo thế nhờ. Con này hưu tao. Ván cho xe cậu đập qua đây luôn không? Có. Qua thật. Thôi cút. Trời ơi, không thể nào anh ơi. Không thể nào. Ôi, nó qua tôi tiếp rồi. Vậy đánh lúc đi, tôi hiêu máu cái. What the fuck, ăn đập nhanh thế. Tôi đang hiêu mà kêu đồ sách cái. Cẩn thận. Rồi sao, mày đi. Không hiểu sao mày chết khó nhanh quá. Thế khó quá, chỗ này khó quá, anh không lúc được. Thôi sao mày được. Mày lâu. Mày này ok rồi, tôi đã hài lòng. Tôi đã, để tao đéo được, mấy kiếp kia hồi xong cũng nạn tôi. Ui má, lo đi sửa máy đi, lo đi mẹ nhớ sửa máy thế. Ván hình như đập hết rồi đúng không? Chết mẹ tao. Hết tháng rồi. Lại qua, tao đi ngay. Rồi tao biết cái trò của mày rồi, con điên. Thằng này kinh thế. Ôi, hết bán rồi, toàn cứt nát rồi. Không, nó tham máy, tao còn cơ hội. Ta còn cơ hội không? Mà ta không còn cơ hội đâu. 3-6-10. Đừng coi thường tao. 3-6-10. Nó đi đâu? Đúng rồi. Mày chết. Chứ mày là ta, sao ta không sâu cắt cho nó được kìa. Chết mẹ tao. Mày dĩ tao đấy, cái hận thù đấy. Không ai sửa máy cả, toàn. Build to last á. Cứu nó làm gì nữa? Phải for the people first để cho uy tín chứ. Ui, đi thực bố mày. Chết tao rồi. Các cụ này đéo ai ra biết luôn này. Ui, đi thực bố mày thấy luôn. Không, bạn ơi. Bạn đừng nghĩ chuyện gì như vậy bạn ơi. Vòng quay vô tận bạn ơi. Bạn qua pha giới kịp cho nó anh ơi. Shit. Ác, nghệ ác. Không thể nào. Bạn Nguyễn tôi hiểu cho bạn. Hãy thế mạng tao đi, hình nhân thế mạng.
Chuyện này tao là... Cảm giác hắn là ít map nhờ, ít bán nhờ. Ít bán lắm anh ơi. Nó chỉ có một số bán, một số group thôi, ít lắm. Chưa á. Rose, bông hồng của ta. Rồi anh chết rồi đấy. À kìa. Anh vòng số đi, tôi đền pin cho anh. Ở kia đó, nó lừa anh ơi. Nó lỡ đến lửa, nó vòng số rồi. Vòng lại, vòng lại, vòng lại. Con lỡ nó mất chạy thật, dám lừa. Mày vào tao đền pin mày chết. Ôi sao hội người mù luôn. Ôi nó đi cái số ván, anh nó đi đường ván. Đấy. Anh ơi, à, quên, tôi quên, tôi quên, tôi quên, sorry anh. Đấy. Sợ vậy. Cái lồn. Tôi vòng qua đây cái, anh rồi anh đúp đi nhá, tôi. Tôi cứ mang mấy kit cho anh thôi. Chết mẹ rồi, không mang mấy kit sau heal để chơi được. Toàn rồi. Con lợn con kia đạp máy. Anh ơi, giết con này đi anh. Anh ơi, giết con này đi anh. Nó lên này anh. Anh va phải mình đúng rồi, mày chết. Máy thôi anh ơi. Thôi lột phải mình bị va rồi. Ôi ôi. Rồi nó va phải mình đánh rồi, đi hộ tổng nó đi anh. Bay. Rồi, hết mấy kit. À quên, hết vả, mày đái. Mày có thằng lồn nó đập vào kia sách rồi. Anh dù mọi anh cho nó cái nó chạy. Điên, anh phải đến pin nó chứ. Cần gì tanh. Mình đang mong nó chết mà. Anh coi như cho tôi đi anh. Anh lên trên đồ heal cho tôi với anh, con này lúc được tiếp còn bán mà. Anh đừng có đợi cho nó gì hết, anh chỉ cái này pin để nó sợ nó không nhắm bốc thôi, là đẹp trai. Hay là anh for the people cho nó đi, xong rồi tôi đem pin cho anh. Mọi. Anh for the people cho nó đi anh, xong tôi đem pin cho anh. Không, tôi muốn là anh nhây nhây trước mặt nó để nó gì anh không, tôi for the people cho nó á. Anh hiểu ý tôi không? Ừ đấy, ừ đúng rồi đấy. Đi. Rồi anh cứ nhờ trước mặt đi, cứ click đem pin nó. Là sao nó gì anh được. Kìa. À đù, có sao mình tỉnh thế. Anh điền đi nhầm lấy đi. Điền. Rồi, mai game tới bao giờ bạn ơi. Con thanh minh nó lúc kinh lắm. Nó phách tiếp này. Tả biết ngay mà. Ôi, chết rồi, bong bắt kịp rồi. Ôi ôi, thằng này điên quá, rồi đập vào luôn. Chứ thằng nào điên như này. Thôi anh ơi. Thôi anh đừng có mong. Nó thấy mình dám chơi, nó thấy mình dám sửa máy thôi đi xin. Ok, tôi cứu anh rồi. Để tôi qua chỗ 4 bức tướng nha. Để chỗ giảm giáo. Nói chung qua chỗ nào hẹp là được, làm sao mà chặn. Đấy, 4 bức tướng đấy, hẹp đấy. Nó qua ai rồi? Đây chỗ này cái nó đứng như là chết là đẹp này. Buồn cười thật đấy luôn. Rồi con mén này cái ngu kiểu gì ấy. Rồi đái. À my game à. Úi giời ác. Nó bong bong lạc luôn. Không bong bong quen này. À đù. Mày tinh mày ranh. Một lồn gì đấy, thằng này điên anh ạ. For the people nhấn S đúng không anh? Hay nhấn cách? E à, anh nhấn E hay control gì á. E đúng không? Ok E. Cái lợi điên rồi. Bong. Anh ấy làm gì đấy? Chán rồi anh ạ. Tao buồn cười vãi.